Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi hôm nay được trình bày bằng đề tài là hãy quý thân mình. Tức là hãy xem thân mình là một điều kiện quý báu, là một sự thành tựu tốt đẹp cho đời mình trong cuộc sống. Nếu chúng ta không có tự thân ngày hôm nay, lấy gì chúng ta nỗ lực tu tập? Và nếu chúng ta không có tự thân ngày hôm nay, thì thưa quý Phật tử, lấy gì chúng ta tích lũy công đức để thăng tiến trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát của chúng ta? Cho nên từ chỗ đó mà trong cuộc sống thế thường giữa người với người, Đức Phật luôn nhắc nhở rằng con người phải biết quý trọng thân mình, đừng luống bỏ qua mà rồi oan uổng là không làm được công đức to lớn, phước thiện như ở trong kinh đã giảng dạy như sau. Từ đống hoa mà nhiều tràng hoa được sâu kết, thân thể cũng vậy, từ đó làm được nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta hãy nhìn hình dung cái đống hoa đó. Đống hoa đó để lộn xộn đủ mọi thứ hoa. Nhưng mà sau khi chúng ta lựa ra từng loại hoa riêng biệt khác nhau, để rồi chúng ta sâu kết lại thành những tràng hoa tươi đẹp, và những tràng hoa đó làm đẹp cho tự thân của chúng ta, làm đẹp tự thân cho con người và làm đẹp cho tự thân của những chương trình lễ lộc và làm đẹp cho cuộc đời. Cũng vậy, tự thân của con người, chúng ta có đủ tất cả những yếu tính để làm các việc thiện. Nhưng mà nếu tự thân của con người không nỗ lực để mà làm các việc thiện đó, để mà tu tập đó, thì tự thân của con người chỉ là tự thân của con người mà không đem lại lợi ích cho cá nhân của tự thân của chúng ta và tự thân của những con người khác. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức và chúng ta làm các việc thiện, làm các công đức, thì tự thân này, kính thưa quý đạo hữu, chúng ta phải có cái nhìn hình ảnh đống hoa và thấy nơi tự thân mình có nhiều lợi ích nếu chúng ta biết tận dụng cái khả năng của chúng ta, cái việc làm của chúng ta, cái tâm tư của chúng ta trên cái con đường hướng thượng. Chúng ta hãy cố gắng tận dụng cái khả năng của bản thân chúng ta để chúng ta làm được một việc gì mà việc đó có lợi ích cho tự thân của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có tận dụng cái khả năng làm việc của chúng ta, rồi chúng ta dễ vui, ngày này trôi qua, năm nọ trôi qua, và cuối cùng chúng ta không có làm được những điều gì lợi nhuận cho kẻ khác, cũng như tự thân của mình, cho gia đình của mình, thì quả thật rằng mình đã luống qua một thời gian oan uổng. Cho nên bằng cái đề tài hôm nay là hãy quý trọng thân của mình, chúng ta phải biết quý trọng cái thân của mình. Chúng ta phải biết gìn giữ cái thân của chúng ta được bình yên, được khỏe mạnh, mà chúng ta không có coi thường nó. Con người của chúng ta chỉ có một thân thôi, mà nếu cái thân mạng này chết đi, cái thân mạng này không còn nữa, thì lấy cái thân nào để chúng ta tu? Vậy thì chúng ta tu được là nhờ cái thân này. Cho nên chúng ta phải biết thương yêu cái thân này, chúng ta phải biết kính trọng với chính mình khi mà chúng ta có được tự thân. Mà chúng ta có được tự thân rồi, điều tốt đẹp hơn nữa là lục căn được đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta có đầy đủ nhân duyên phước báo để chúng ta làm các việc thiện, để chúng ta làm các hạnh lành. Còn nếu mà chúng ta sinh ra đời, tự thân của chúng ta phải tật nguyền, sức mẻ, thì làm sao được hoàn hảo để chúng ta tu tập các phước thiện, cũng như là chúng ta làm những điều gì mà tự thân của chúng ta muốn làm. Cái giá trị của tự thân và gìn giữ tự thân này luôn bình an, khỏe mạnh, để chúng ta muốn làm những việc thiện gì chúng ta cũng có được điều kiện để làm. chúng ta muốn làm một công đức gì, chúng ta cũng có cái phương tiện để chúng ta làm ngang qua tự thân của chúng ta là bình an, khỏe mạnh. Còn nếu mà bị bệnh hoạn hoặc là nghèo đói hoặc là cơ cực thì đó là một cái sự khuyết duyên trên cái con đường tu tập của chính mình. Nghe được đề tài này, chúng tôi mong rằng lúc nào quý nam nữ cư sĩ Phật tử cũng gìn giữ tự thân của mình được bình an và hạnh phúc để nỗ lực tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử mến thương. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.